Lâm Đường là bạn gái ngầm của Chu Hàn 10 năm. Bỗng một ngày gã bạn trai đưa cô 10 tỷ làm phí chia tay trả cho 10 năm chung sống ẩn mình bên cạnh hắn. Lâm Đường cầm tiền, đi bao nuôi bảy cậu nhóc tươi trẻ mơn mởn. Chu Hàn lại đùng đùng nổi giận, chạy tới chất vấn cô tại sao. Lâm Đường trả lời, chỉ muốn cho bọn nhóc chút danh phận mà thôi. Sau đó hắn hèn mọn cầu xin cô quay lại. Cô trả thèm ngẩng đầu nhìn hắn, thờ ơ nói, từ lâu tôi đã không còn hứng thú với đàn ông ngoài 25 tuổi. Câu chuyện và mặt kẻ bạc tình sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh youtube, nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tim chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. trên lễ trao giải, khi người chủ trì tuyên bố Chu Hàn đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, thì cô đã mặc thật đẹp đẽ và đứng ở dưới khán đài, nước mắt không nhịn được cuối cùng cũng chảy xuống. Lâm Đường nhìn hắn khôi ngô tuấn tú, trên tay cầm cúp đứng trên sân khấu kiêu ngạo đầy tự tin. Nhìn hắn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hắn cúi người nhẹ nhàng cầm lấy microphone, cô vui mừng nguyện miệng cười, trong lòng ngập tràn chờ mong nhìn về phía hắn. Nhưng hắn đều là cảm ơn tất cả mọi người lần lượt từ bố mẹ đến biên kịch, từ đạo diễn đến bạn diễn, chỉ duy nhất không nhắc đến cô. Là bạn gái ngầm của Chu Hàn 10 năm, hắn còn từng nói rằng đợi đến ngày hắn đứng ở trên sân khấu nhận giải thưởng thì hắn sẽ nói cho toàn thế giới rằng cảm ơn em, đường đường. Nhưng mà dường như hắn đã quên từ lâu. Những người hâm mộ ở dưới sân khấu hò hét trói tai tên của Chu Hàn. Dưới ánh đèn chiếu thẳng vào sân khấu, làm cho khuôn mặt hắn thêm tao nhã và đẹp trai. Lâm Đường, cô tới đây nói chuyện với tôi một chút đi. Không biết từ khi nào mà người quản lý át chủ bài ở trong giới, Hà Nhiễm, đã đứng ở ngay bên cạnh cô. Hà Nhiễm nhìn cô rồi đột nhiên thở dài. Dường như cô đoán trước được điều gì sẽ đến, nên thở ơ cười một cái. Chị Hà, có chuyện gì chị cứ nói thẳng ra đi. Lâm Đường, tôi đã ký hợp đồng với Chu Hàn, tôi thừa nhận cô là người đại diện rất có mắt nhìn mà cũng rất chuyên nghiệp nhưng mà chu hàn cần phải tiến xa hơn nữa cô ta dừng một chút rồi lại nói thêm cậu ấy sẽ càng ngày càng tỏa sáng hơn càng cần duy trì hình tượng độc thân cho nên mối quan hệ của hai người cũng nên kết thúc đây là ý của chu hàn lâm đường hỏi tất nhiên chuyện này là do tôi nói cũng là muốn để cho hai người giữ lại chút thể diện dù sao nhiều năm như vậy cô cũng đã đánh đổi rất nhiều Hà nhiễm khẽ cười một tiếng Giống như đang cười nhạo sự ngu ngốc của cô Lâm đường Cô cũng đã lăn lộn trong cái nghề này nhiều năm như vậy Nên cũng biết Có nghệ sĩ nào lại không muốn nổi tiếng Không muốn đứng trong hàng ngũ đứng đầu Đúng vậy Chẳng có nghệ sĩ nào không muốn bản thân được nổi tiếng Từ năm 16 tuổi đến năm 26 tuổi Cô đợi Chu Hàn 10 năm Giai đoạn hắn nghèo nhất Là khi hắn chơi âm nhạc trong hai năm đó hắn không có bất kỳ thu nhập nào Tất cả mọi thứ đều do một tay cô lo liệu Hai người bọn họ thuê trọ trong căn nhà nhỏ chật trội trong thành phố Tuy rằng mỗi ngày đều rất vất vả Nhưng hai người bọn họ lại chưa từng cảm thấy khổ sở Sau này, chu Hàn tham gia một buổi tuyển chọn Thì mới bắt đầu bước chân vào giới giải trí Lâm Đường lại thuận lợi trở thành người đại diện của hắn Dìu dắt hắn nhiều năm như vậy Cuối cùng cũng có được một chút danh tiếng Hắn từng nói đợi đến khi hắn 30 tuổi thì lập tức rời khỏi giới giải trí. Hắn cùng cô đi về miền Trung, mở một cái quán nhỏ và sau đó cùng nhau sinh một đứa con xinh xắn đáng yêu. Hiện giờ nghĩ lại thật giống như là một chuyện cười. Giống như lời Hà Nhiễm nói, có ai mà không muốn đứng ở trên đỉnh núi Vinh Quang? Đau lòng vì một người đàn ông là xui xẻo ba đời, tiêu tiền vì một người đàn ông là xui xẻo mười đời. Lời này không sai chút nào, Hạ Nhiễm chậm rãi lấy một bản hợp đồng ra rồi đưa cho cô. Chu Hàn cũng không phải là một người bạc tình bạc nghĩa, mấy tỷ này là phí bồi thường. Cô hãy xóa hết tất cả lịch sử trò chuyện cùng Chu Hàn, gồm ảnh chụp, video mà cô đang có. Từ hôm nay trở đi, cô không được nói cho bất cứ người nào về chuyện tình cảm này. Lâm Đường nhìn dãy số không trong bản hợp đồng mà không nhịn được cười lên một tiếng. Đúng thật là Chu Hàn đã tiêu rất nhiều tiền. Lâm Đường lấy di động ra gọi cho Chu Hàn một cuộc điện thoại. Ở đầu bên kia điện thoại, hắn im lặng rất lâu và chỉ nói câu. Đường Đường, anh xin lỗi. Lâm Đường nói với giọng điệu châm biếm. Chu Hàn, anh đúng là một tên hèn nhát. Chia tay mà anh cũng không dám giáp mặt tôi nói. Mười năm bên nhau, mười năm lãng phí. Không chờ được đến khi hắn cảm ơn khi tỏa sáng, lại chờ đến lúc hắn ham phú vụ bần. Tôi đồng ý, lâm đường vui vẻ ký tên lên trên hợp đồng rồi trực tiếp mở điện thoại xóa toàn bộ dữ liệu trước mặt hà nhiễm quá nhiều ảnh chụp nên mất nhiều thời gian để xóa bỏ trên tài khoản xã hội không còn một chút dấu vết nào về hắn dù sao cư dân mạng hiện đại cũng rất giỏi truy tìm dấu vết xưa sau khi châu hàn bước vào ngành giải trí vì để duy trì hình tượng độc thân nên hắn đã xóa hết từ lâu quà tặng ảnh chụp chung tất cả đều ném hết vào thùng rác khi hai người bọn họ về đến nhà. Sau khi Hà Nhiễm xác nhận không có sót lại thứ gì, thì Lâm Đường cũng lập tức nhận được thông báo thanh toán trên điện thoại di động. 10 tỷ cũng đáng cho tổn thất 10 năm thanh xuân. Lâm Đường nhìn số dư trong điện thoại di động và không biết vì sao trong lòng lại không thấy buồn bã và bi thương quá nhiều cho một mối tình tan vỡ. Cảm ơn người yêu cũ đã khiến cô trở mình thành một phú bà. Một khoảng thời gian dài, một số tiền lớn cũng trong ngày hôm đó cô lập tức đặt mua một vé máy bay đi thành phố b trong phố rượu ở phố cổ Sa hoa trụy lạc lâm đường đi đến một quán rượu nhỏ và đi vào có một ca sĩ đang đàn hát bài hát không được ưa chuộng âm thanh ngọt ngào mang theo từ tính rất đặc biệt tôi có thể chọn một bài hát được không lâm đường vẫy tay hỏi người phục vụ một triệu một tiếng ok để anh ta hát đi lâm đường chỉ vào người ca sĩ vẫn đang đứng trên sân khấu lâm đường đã đặt liên tục năm bài hát có rock and roll có dân ca có ra mỗi bài hát đều có thể được hát ra hương vị riêng bài hát cuối cùng được hát xong người đàn ông đó vội vàng nhảy xuống khỏi sân khấu anh ta đến ngồi đối diện đẩy một ly cốc tai đến trước mặt cô đây là đồ uống đặc biệt của quán chúng tôi ly rượu được gọi là tình cờ gặp gỡ ánh mắt lâm đường dừng trên những ngón tay thon dài trắng nõn của anh ta từ từ ngẩng đầu không có ánh đèn rực rỡ của sân khấu, nên khi nhìn gần hóa ra là một chàng thanh niên mới ngoài 20. Anh cao lớn, đôi chân dài, mặc một chiếc áo khoác đen trắng, mái tóc xanh lơ hơi dài và vẻ mặt là nét nổi loạn của thanh xuân. Anh ta khẽ cong môi. "Đêm nay cảm ơn nhà tài trợ của tôi, chị gái nhỏ đã chi rất nhiều tiền." Lâm Đường khẽ cười một tiếng. "Không tốn nhiều đâu, chị đây có tiền." Lúc vui vẻ mà chó đi ngang qua thì đều muốn cho tiền. Lâm Đường lại rút tiền ra từ trong ví, hai tờ 500 nghìn. Cậu có thể chơi bài gặp được em của Chu Hàn không? Tôi muốn nghe bài này. Anh ta sải chân bước dài lên sân khấu, cầm đàn guitar lên và chậm rãi mở miệng. Ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô. Lâm Đường lơ đãng một lúc, giống như cô lại nhìn thấy Chu Hàn của nhiều năm về trước. Gặp được em là bài hát cô viết cho Chu Hàn, và lúc trước hắn trở nên nổi tiếng chính là nhờ bài hát này. Lâm Đường uống một hơi cạn sạch ly rượu tên là Tình Cờ Gặp Gỡ. Di động đột nhiên vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến từ người bạn thân Thẩm Nguyệt Nhan. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của cô ấy yếu ớt. "Đường Đường, tớ chia tay rồi." "Tại sao cậu cũng chia tay?" Cô bạn thân Thẩm Nguyệt Nhan là một tiểu thư giàu có, từ nhỏ cô ấy đã sống một cuộc sống của một nàng công chúa, nhưng không may 3 năm trước gia đình đột nhiên gặp biến cố, bố cô ấy bị đi tù, còn mẹ cô ấy thì tự kết liễu cuộc đời. Nhưng mà cô ấy giống như là trời sinh có mệnh công chúa, nên cô ấy được ông chủ Lục Uyên nâng lên tận trời. Muốn làm minh tinh thì có thể tùy ý lựa chọn loại kịch bản nào cũng được, muốn tiền thì tự viết chi phiếu bao nhiêu cũng được. Mấy năm nay, Thẩm Nguyệt Nhan cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Lâm Đường hỏi, hai người lại cãi nhau à? Dù sao mấy năm nay cô ấy cũng không ít lần cãi nhau với lục uyên nhưng mà dường như mọi kiên nhẫn của ông chủ đều đặt lên người cô ấy mọi cuộc cãi vã của hai người dường như đều trở thành tình thú lần này chúng mình thực sự chia tay rồi thẩm nguyệt nhan trả lời và nói thêm dương hi đã trở lại dương hi là bạn trai đầu tiên của thẩm nguyệt nhan được rồi chắc là ông chủ đang ghen tị hôm nay đúng là một ngày đẹp trời đôi ta lại lần nữa ăn ý năm đó hai người bọn họ đều cùng yêu sớm cô và chu hàn còn cô ấy và dương hy hiện tại thì là cùng một lúc chia tay cậu đợi một chút mình lập tức trở về ngay lâm đường nhanh chóng cúp điện thoại và đặt vé máy bay sớm nhất ngay khi cô chuẩn bị nhấc chân rời đi thì chàng thanh niên đang hát ở đó lại chạy vụt đến trước mặt cô trên mặt còn biểu lộ chút tiếc nuối sao vậy chị gái tôi hát không hay sao lâm đường khẽ cười hát rất hay không thua kém gì chu hàn anh ta không hề che giấu quay đầu nhìn cô trong ánh mắt mang theo ý tán tỉnh táo bạo trắng trợn chị gái nơi đây là một thành phố lãng mạn nếu chị chủ động một chút thì mới có chuyện xưa ồ cũng có thể là sự cố lâm đường vẫn không để ý tới trong giới giải trí trường hợp nào mà cô chưa từng nhìn thấy và thủ đoạn tiếp cận của anh chàng thanh niên trẻ này vẫn còn quá thấp kém anh ta lấy ra từ trong túi quần bên hông một tấm thẻ chứng minh thư và đặt lên tay cô. Giang Quân, nam, 21 tuổi. Tôi không phải là kẻ lừa đảo đâu. Lâm Đường nhìn khuôn mặt non nớt trên ảnh chụp chứng minh thư. 21 tuổi, thực sự là trẻ. Chị gái, chị thậm chí không thể cho biết tên ư? Giang Quân nghiêng đầu nhìn cô, ý cười không rõ ràng. Lâm Đường khẽ cười một tiếng, trực tiếp nắm lấy tay anh. Cô ấy lấy cây bút kẻ mắt từ trong túi ra, viết địa chỉ của cô lên bàn tay anh. Em trai, tôi giao quyền lựa chọn cho cậu. Giang quân kinh ngạc trước hành động của cô và dững sờ trong giây lát. Cô cười và khẽ vỗ nhẹ vào mặt anh, cho anh một cái nhìn đầy ẩn ý. Nếu chủ động một chút thì mới có chuyện xưa. Lâm đường xoay người rời đi, để lại một mình Giang quân ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay của mình. Khi Lâm đường đến gặp thẩm Nguyệt Nhan, thì thấy cô ấy đang ở trong một câu lạc bộ tư nhân xem một nhóm người mẫu nam khiêu vũ. Đường đường, đàn ông không có người nào tốt. Thầm Nguyệt Nhan ôm cô, choáng váng và nhỏ giọng nức nở. Lục Uyên là tên khốn, Chu Hán càng là một tên phản bội. Chỉ có cậu mới không rời xa tớ. Lâm Đường bất đắc dĩ vỗ lưng cô ấy. Không rời xa cậu, ngay cả khi chết thì mộ của hai đứa mình cũng sẽ ở cạnh nhau. Đợi đến buổi tối chúng ta cùng nhau đi ra ngoài xem anh em trai nhảy disco. Thẩm Nguyệt Nhan đột nhiên ngồi dậy, mò mẫm một lúc lâu mới tìm thấy điện thoại của mình. Cậu chờ chút, mình hiện tại sẽ lập tức lắc người cho cậu. Đàn ông ư, không nhiều lắm chính là... Nói cúi chào là cúi chào, tiếp theo lại càng ngoan. Cô ấy lại chấp chấp đôi mắt trong veo và hơi ngốc nghếch hỏi cô. Bảy người đủ không? Đây, nhưng quá đủ rồi. Một lúc sau, bảy chàng thanh niên trẻ đủ loại đã đến có những nghệ sĩ trẻ mới ra mắt và cũng có những người mới nổi tiếng một chút trên mạng. Chị ấy chính là chị Đường Đường, chị ấy chính là người dìu dắt cho Chu Hàn nổi tiếng. Chị ấy vừa mới thất tình nên tâm tình không tốt. Các anh em hãy nắm chắc cơ hội tốt nhé. Thẩm Nguyệt Nhan giới thiệu rồi lại ghé vào tay Lâm Đường, cười xấu xa hỏi: Cục Cưng, cậu muốn chọn người nào? Chỉ có trẻ em mới lựa chọn, còn người lớn thì sẽ lấy tất cả. Lâm Đường mơ hồ mỉm cười xấu xa mà trả lời cô ấy vui chơi phải thoáng ra không khí phút chốc vui vẻ đến cực độ đủ loại sắc hoa mê người cuộc sống của một người giàu có độc thân đơn giản chỉ có như vậy thôi lâm đường đột nhiên cảm thấy như thế này cũng khá tốt này đó không phải là chu hàn sao không biết ai nhỏ giọng nói thầm một câu ồ còn có nữ binh tinh nào vậy lúc này lâm đường đang dựa vào trong lồng ngực của một em trai uống rượu do một em trai khác đút cho cô ngước mắt lên nhìn thấy chu hàn đang đi về phía này bên cạnh còn có nữ diễn viên chính xuất sắc vừa mới đoạt giải hà sương và cũng là nghệ sĩ dưới sự dẫn dắt của hà nhiễm chu hàn tối sầm mặt trực tiếp nắm chặt cổ tay cô và kéo cô ra ngoài lâm đường bọn họ là ai bọn họ đều là bạn trai lâm đường thờ ơ nhìn hắn thích một người quá mệt mỏi cho nên tôi lựa chọn thích bảy người đây gọi là sau lưng của một người phụ nữ thành công thì không phải có 6 hay 7 người đàn ông âm thầm trả giá hay sao? vẻ mặt Chu Hàn cực kỳ tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. "Vì sao em lại muốn như vậy?" Lâm Đường khẽ hất tóc lên, nhếch khóe miệng cười nhẹ trả lời. "Tôi chỉ là muốn cho mỗi một chàng trai tôi thích có một cái danh phận mà thôi." Mà cô đã ở cùng hắn 10 năm, từ yêu sớm đến yêu ngầm, ngay cả cái danh phận cũng chưa từng có. Thật là buồn cười. Đường Đường đây là em đang trả thù anh sao?" Chu Hàn cau mày lại, trong ánh mắt hiện lên một chút cô đơn. Lâm Đường không nhịn được cười lên tiếng. "Trả thù? Tôi cảm ơn anh còn không kịp. 10 tỷ, tôi còn chưa biết nên tiêu nói như thế nào." Lâm Đường nhíu mày nhìn Chu Hàn, hắn hơi mím môi lại, cả người nhìn qua đều là lạnh lẽo hờ hững. "Tôi phải đi về rồi, nếu không nhóm bạn trai sẽ rốt ruột mất." Lâm Đường mỉm cười nói thêm tất cả đều được chi tiêu bằng số tiền mà anh đã đưa cho tôi. Lâm Đường xoay người trở về, cô mới đi ra ngoài một lát rồi quay lại thì phát hiện Thẩm Nguyệt Nhan đã không còn ở đó. Lâm Đường gọi người phục vụ đến hỏi rằng liệu anh ta có nhìn thấy cô ấy hay không. Người phục vụ ấp úng: "Là do Lục tổng đến đây đưa 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 cô thẩm đi." Được rồi, nhìn dáng vẻ của người phục vụ thì cô có thể tưởng tượng được rằng cô ấy được mang đi như thế nào. Xem ra lần này thẩm nguyệt nhan cũng không thể chia tay được rồi. Lâm đường nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Đột nhiên cô không chịu nổi nữa, ngáp dài một cái, bắt taxi trực tiếp trở về nhà. Vừa ra khỏi thang máy, thì cô lại phát hiện thấy một người đang ngồi xổm trước cửa. Không phải là chàng thanh niên mới gặp vài giờ trước đó sao? Thật đúng là thiếu niên ngông cuồng. Giang quân ngước mắt nhìn cô người đầy mùi rượu. Chị rất bận à, rất nhiều cuộc vui à. Hay là đây là vừa đi đâu đấy? Anh nhớ mày nhìn cô. Tôi chủ động thì không biết là chuyện xưa hay là sự cố. Lâm đường cười, rồi mở cửa, tựa người vào cửa. Đương nhiên là sự cố. Tôi cố ý lừa cậu đến đây, sau đó lấy thận của cậu. Lâm đường xoay người bước vào cửa, Giang Quân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo sau cô vào trong. Cô tìm chứng minh thư và danh thiếp của mình ném cho anh. Giang Quân, tôi coi trọng cậu cậu có muốn trở thành nghệ sĩ của tôi và tiến vào giới giải trí hay không? rõ ràng anh đã bị hành động của cô làm cho sợ hãi và không thể nói thành lời ngay lúc đó. Giang Quân do dự một lát và bất đắc dĩ cười một tiếng. chị à, chị đang chiều đùa tôi đấy à? loại coi trọng này là như thế nào? Lâm Đường thản nhiên mỉm cười rồi thuận tay cởi áo khoác trên người ra, lại cho cậu lựa chọn làm bạn trai thứ tám của tôi, không phải người thứ tám mà là người đứng ở thứ 8. Lâm Đường suy nghĩ thêm vài giây và nói thêm. Một tháng tôi sẽ trả cho cậu 50 triệu. Giang quân cắn chặt răng thở dài. Tôi... Cô ngáp ngủ một cái ngắt lời anh. Nếu muốn đi thì hiện tại ra khỏi cửa rẽ trái. Bay về và tiếp tục công việc làm ca sĩ nghiệp dư ở vũ trường. Nếu không đi thì đi vào phòng khách ngủ. Đừng quấy rầy tôi. Tôi buồn ngủ rồi. Cậu suy nghĩ một chút rồi sáng mai cho tôi đáp án của cậu. Hôm sau khi cô tỉnh dậy Thì mặt trời đã lên cao Lâm đường so cái đầu nhức nhối của mình Khi vừa bước ra khỏi cửa Thì cô đã đụng phải một người đang đứng như bức tường Giang quân đang bước ra từ phòng tắm Nửa người trên không có quần áo Đầu tóc ướt sũng nước Và anh đang cầm khăn lông lau đi Chị dậy rồi à Phía trên đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp lười biếng Lâm đường ngơ ngác một lúc Giang quân cũng im lặng Hình như đây là nhà của cô mà phải không nhỉ mặc quần áo vào thì mới được ra ngoài. cô liếc mắt nhìn anh và ngáp một cái. cơ bụng chưa rõ ràng, sau này cần phải rèn luyện thêm. Giang Quân không vui hừ nhẹ một tiếng, rồi xoay người mặc áo phông vào. từ giờ đừng trêu chọc tôi nữa, tôi không thích điều này. cô thong thả ung dung pha cà phê và nói với anh mà không cần ngẩng đầu lên. Giang Quân giống như là đang tức giận mà ngồi xuống thật mạnh trước mặt cô. cho nên ngay từ lúc bắt đầu chị đã lừa gạt tôi lựa chọn cái gì, thực ra là chị không hề quan tâm đến tôi, đúng không, Lâm Đường. Giang Quân không vui nhìn chằm chằm cô. Lâm Đường bình thản quay đầu nhìn anh. Vậy nếu không thì sao? Tôi cũng sắp 27 tuổi rồi chứ không phải là 17 tuổi. Cậu cho rằng sự xúc động nhất thời và dũng cảm vì yêu sẽ khiến tôi lập tức cảm động đến mức không để ý đến tất cả ư? Giang Quân bị lời nói của cô làm cho không nói thành lời, nhưng anh vẫn không chấp nhận mà cố gắng giải thích tôi tôi thừa nhận là tôi có chút bốc đồng nhưng nhưng tôi không hối hận lâm đường cười thầm giang quân lại không cam lòng cố gắng giải thích mặc kệ chị có tin hay không thì dù sao tôi thực sự rất thích chị tôi nghiêm túc lâm đường khẽ cười một tiếng nghiêm túc nhìn hắn ta giang quân tôi cũng nghiêm túc nói thật ngoại hình cùng giọng nói của cậu đều không tồi nếu có cơ hội thích hợp cậu có thể phát triển không ngừng Cậu là muốn tiếp tục ở vũ trường hỗn loạn hay là muốn có một cuộc sống không bình thường? Hãy tự quyết định đi. Cô vẫn giao quyền lựa chọn cho anh. Giang quân lại không vui hỏi cô. Chị chê tôi nghèo. Tôi đang nói chuyện công việc với cậu. Cậu lại muốn yêu đương với tôi, đúng không? Anh vẫn theo đuổi không bỏ. Như thế nào mới có thể suy xét đến tôi? Chờ cậu nổi tiếng hơn Chu Hàn đi. Lâm Đường thuận miệng nói một câu. Được, luôn có cơ hội. Giang quân do dự vài giây rồi trả lời. Lâm Đường buồn cười, thật đúng là thiếu niên ngông cuồng. Chu Hàn lan lê bỏ lết nhiều năm như vậy mới có một vị trí nhỏ ở giới giải trí. Không phải tất cả mọi người đều có may mắn nổi tiếng. Người có tài nhưng không gặp thời thì chỗ nào cũng có. Tôi nói trước, nghệ sĩ cùng người đại diện là châu chấu trên cùng một cây. Cho nên mọi chuyện đều cần phải thẳng thắn thành khẩn với tôi, không được giấu giếm, hiểu chưa? Đã hiểu, được vậy giải thích một chút trước kia đã yêu qua bao nhiêu người trong tay bọn họ có ảnh thân mật không trước tiên phải hỏi qua những chuyện quan trọng đã tránh cho về sau có phiền toái không không có giang quân tức muốn học máu lại căng ra đầu trả lời là chưa từng yêu hay là chưa từng ngủ qua lâm đường bỗng nghi ngờ nhìn về phía anh chẳng lẽ là mới mới không phải giang quân nhất thầy khó thở ngắt lời cô Bên tai lại hơi hơi đỏ, Lâm Đường không nhịn được cười thành tiếng, anh hung tợn liếc mắt nhìn cô một cái. "Lâm Đường, chị chị cười cái gì?" Lâm Đường che miệng lại. "Tôi trời sinh thích cười." "Chị đủ rồi đấy." Anh khẽ cắn môi. Cô nhìn khuôn mặt anh non nớt lại mang theo một chút nhăn nhó, đầu tóc được nhuộm xanh lơ, thế nhưng lại có một chút đẹp. "Tóc này của cậu, tóc tôi làm sao?" "Thôi quên đi, giữ lại đi, cũng rất là có nét riêng." lại vừa ngầu vừa trẻ không ít nữ sinh thích kiểu như thế này thu dọn một chút đi buổi chiều đưa cậu đi gặp đạo diễn nói làm là làm vừa lúc hiện nay có cơ hội rất tốt một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nghiệp dư do một kênh giải trí nào đó tổ chức đang tuyển chọn những thí sinh phù hợp cô và đạo diễn chương trình có mối quan hệ khá thân thiết sau khi đạo diễn gặp giang quân thì cũng khá hài lòng lâm đường tôi xin phép nói thẳng anh ta có thể dự thi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đến vòng thứ hai. Ý của tôi cô hiểu chứ? Tôi hiểu mà đạo diễn, có thể có cơ hội lộ mặt, thì tôi cũng thấy cảm ơn ông rất nhiều rồi. Một lời dễ hiểu rằng, tiết mục cuối cùng đã được định trước kết quả, cho nên ai có thể cười đến cuối cùng thì cũng không phải bằng thực lực. Nói cách khác, dù Giang Quân có thể thể hiện tốt đến đâu, thì cũng chỉ có thể dừng ở trận đấu bán kết. Đối với người mới chưa từng trải mà nói, có thể có được một cơ hội như vậy thì cũng rất khó khăn, nhưng mà với thực lực của Giang Quân thì chuyện tiến vào vòng đấu bán kết chắc chắn sẽ không có khó khăn gì. Hãy hát hay vào, đây là cơ hội hiếm có, nên cậu rất cần phải vào vòng bán kết. Cô dặn dò anh, "Vào vòng bán kết có phần thưởng gì không?" Giang Quân hỏi. "Phần thưởng là một bài hát nữa." Lâm Đường cười ha hả, anh khịt mũi hừ một tiếng không nói nên lời quay đầu lại rồi đột nhiên túm chặt lấy cánh tay cô này đó đó có phải là lương hiệu an không trên khuôn mặt anh giấu không được sự phấn khích ừ cậu nhìn đúng rồi anh ấy chính là thần tượng của tôi đó giang quân giải thích lương hiệu an là ca sĩ hàng đầu của giới âm nhạc và anh ta cũng là một trong những giám khảo của cuộc thi tuyển sinh lần này ông ấy từ trước đến nay đều có yêu cầu nghiêm khắc và cũng công bằng ngay thẳng ngày trước chu hàn có thể nổi tiếng cũng là do tiết mục được ông ấy đánh giá cao thầy lương đã lâu không gặp lâm đường lễ phép mỉm cười chào hỏi lương hữu an lâm đường đúng là đã lâu không gặp lương hữu an ngước mắt mỉm cười và nhìn giang quân đứng ở bên cạnh cô cậu bạn đây là đây là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của tôi giang quân lần tham gia cuộc thi tuyển sinh lần này rất hy vọng được ông quan tâm nhiều hơn lâm đường giải thích giang quân ở một bên đã không kìm nén được kích động từ lâu Chào thầy Lương, con, con cực kỳ thích thầy, con từ nhỏ đến lớn đều nghe nhạc của thầy. Lâm Đường không nói lời nào lướt mắt nhìn anh, tên nhóc này có quy hay là không vậy? Hãy biểu hiện cho tốt, nếu không thì tôi sẽ không nhẹ miệng đâu. Lương Hiệu An vẫn mỉm cười xã giao như vậy và nhìn cô lần nữa. Cô muốn buổi dưỡng thành một chu Hàn thứ hai ư? Cậu ấy có lẽ sẽ mạnh hơn so với chu Hàn. Lương Hiệu An giãn lông mày ra và điềm đạm nói. Chu Hàn một người ca sĩ chuyển sang diễn xuất thì có thể đi bao xa? Có thể đi được bao xa thì không ai có thể đoán trước được, nhưng mà tham vọng của Chu Hàn thật sự càng ngày càng lớn. Ca hát được vài năm và trở nên nổi tiếng thì hắn lập tức nghĩ đến việc làm diễn viên. Dù sao thì diễn viên cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ca sĩ. Năm nay, vô tình hắn được đóng vai chính thứ hai và trở nên nổi tiếng, nên có khả năng sau này hắn sẽ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình lâm đường cô rất có con mắt lựa chọn nghệ sĩ nhưng lại không có con mắt lựa chọn bạn trai trong giới tin tức truyền đi cực kỳ nhanh một giây trước chu hàn thay đổi người đại diện thì một giây sau hầu như mọi người đều biết lương hiệu an trêu chọc cô một chút cô ảm đạm cười thầy cứ nói đùa vậy thầy lương hẹn gặp lại lâm đường đưa giang quân đi anh đi bên cạnh cô một lúc lâu cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi trước đây chị với chu hàn là người yêu à cô không để ý đến anh Anh lại hỏi Vậy tại sao anh ta lại muốn đổi người đại diện Lâm đường lạnh mặt nhìn Giang Quân Bởi vì người tìm chỗ cao Nước chảy chỗ trũng Đợi sau này khi cậu nổi tiếng Thì cậu cũng sẽ muốn hợp tác với người đại diện Có nhiều mối quan hệ hơn Ai lại không muốn đứng ở tuyến đầu chứ Giang Quân sửng sốt vài giây Sau đó cực kỳ nghiêm túc Và nhìn chằm chằm cô rồi nói Tôi sẽ không Lâm Đường không để ý đến anh, lập tức đi về nhà, mở cửa và giật mình thẩm nguyệt nhan vậy mà lại ở trong nhà cô cô ấy nhìn thấy giang quân ở bên cạnh cô thì lại càng ngạc nhiên hơn lâm đường cậu nuôi trai à đây là nghệ sĩ vừa ký hợp đồng với mình ồ đây không phải là ai sao gọi là gì nhỉ giang quân nhìn thấy thẩm nguyệt nhan thì càng kích động là ngôi sao mà cho dù có ủng hộ thế nào cũng không nổi tiếng đứa trẻ này thật sự không có một chút e quy nào cậu cậu không biết lễ phép sao thẩm nguyệt nhan bị giang quân chọc tức chị à sau lưng chị thực sự có ông chủ lớn à giang quân vẫn chưa từ bỏ ý định lâm đường lườm anh với ánh mắt hình viên đạn cậu đợi ở một bên đi có chuyện gì với cậu vậy lâm đường nhìn thẩm nguyệt nhan những dấu vết mập mờ trên cổ của cô ấy khiến cô thấy trói mắt và hoảng hốt đường đường mình với lục uyên hoàn toàn tách biệt rồi từ hôm nay trở đi cậu làm người đại diện cho mình cậu nhận kịch bản cho mình Bất kể là loại phim gì Loại nào có nhiều cảnh hôn thì lập tức nhận cái đó Đúng vậy Cô ấy muốn hoàn toàn buông bỏ bản thân Công việc của cô bất chợt tăng lên nhiều Đường đường Vừa có một chuyển phát nhanh gửi đến nhà cậu Thẩm Nguyệt Nhan nhắc nhở cô Lâm Đường xem xét liếc mắt một cái Thì thấy đây là quà kỷ niệm Tròn 10 năm chuẩn bị đưa cho Chu Hàn Để đó đi, không cần nữa Rất nhanh buổi tuyển chọn Của Giang Quân sắp tới rồi bọn họ đã lên kế hoạch cẩn thận. Ở vòng loại, bọn họ sẽ hát dân ca và ở vòng bán kết sẽ hát một bài hát cổ điển khó. Tuy rằng không thể tiến xa hơn, nhưng ít nhất có thể thu hút được một số lượng truy cập. Xin chào mọi người, tôi đã tốt nghiệp ở trường Đại học Khoa học. Từ nhỏ tôi đã rất yêu thích ca hát, tôi mơ ước. Gia đình tôi nghèo, từ nhỏ bố mẹ tôi đã nói. Các thí sinh lần lượt bước lên sân khấu, có người cảm giác vượt trội. Nhưng có người rất tệ. Cậu đang lo lắng à? Đây là buổi phát sóng trực tiếp. Lâm Đường nhìn Giang Quân. Anh đang đeo cây đàn guitar trên lưng, mặc một bộ trang phục thời thượng, kết hợp với mái tóc màu xanh lá cây của anh trông rất đẹp trai. Giang Quân bất chợt đứng dậy ôm cô. "Chị gái à, yên tâm đi." Lâm Đường khẽ cười và vỗ nhẹ sau lưng anh. "Hãy nhớ kỹ buổi biểu diễn đầu tiên của cậu trên sân khấu, sau này sẽ tốt hơn." Không biết vì sao cô cảm thấy lần này cô đã chọn đúng người. Giang Quân lên sân khấu, anh bình tĩnh cầm đàn guitar lên và từ từ mở miệng hát. Thanh âm trong trẻo sáng người, trầm thấp và từ tính. Lâm Đường nhìn lướt qua hàng rào chắn. A, à, em trai nhỏ này cũng thật là đẹp trai. Hát hay quá, lỗ tai tôi mang thai mất. Đoán chừng anh ấy chính là người nổi tiếng tiếp theo. Không tiến lên được thì không thể chấp nhận được. Sau khi bài hát kết thúc, người dẫn chương trình bước lên sân khấu xin mời bạn thí sinh này giới thiệu một chút về bản thân anh bình tĩnh nói giang quân vậy là xong rồi ư người xem tôi thật buồn cười ha 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 người dẫn chương trình nói chà tôi nghĩ giang quân còn rất trẻ nhưng mà khả năng ca hát của anh ấy thì rất tốt không biết là anh tốt nghiệp trường nào vậy giang quân đáp trường trung học trực thuộc trường đại học sư phạm người xem phốc ha 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 khá hay trong một trường trung học trực thuộc trường đại học sư phạm. Người dẫn chương trình lại nói, vậy đại học thì sao? Giang Quân đáp, tôi học ở đó 2 năm, nhưng bởi vì đánh nhau nên bị đuổi ra khỏi trường. Người xem, tôi tàn nhẫn nên bản thân cũng tự bôi đen. Người dẫn chương trình lại nói, ồ, oh, vậy tại sao bạn lại lựa chọn đến với sân khấu này? Giang Quân đáp, à, nói ra thì rất dài, tôi cũng bị lừa đến đây, vốn là muốn theo đuổi một chị gái, người xem phi công trẻ thích chị gái người dẫn chương trình nói chà vậy cậu đã theo đuổi được chưa giang quân đáp chưa người xem lại nói yêu quá tôi rất thích cậu bạn kiêu ngạo này người dẫn chương trình ngạc nhiên và vội vàng dẫn manh mối đến chỗ ban giám khảo không biết thầy lương hiệu an có muốn hỏi điều gì không lương hiệu an từ từ mở miệng nói giang quân cậu cảm thấy sân khấu này như thế nào giang quân gật đầu ý bảo tốt Ồ, tôi cảm thấy âm thanh của microphone khá hay. Lương Hiệu An mỉm cười và ấn nút thông qua. Được, vậy chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở vòng thi bán kết. Cùng lúc đó ba vị ban giám khảo còn lại đều cho thông qua. Sau một trận đấu vòng loại, không hiểu tại sao Giang Quân lại nổi tiếng. Vốn dĩ cô định chờ trận đấu bán kết kết thúc thì lại tiêu tiền mua cánh báo chí. Nhưng mà điều này thật tốt. Nhưng mà bên trong những lời bình luận nóng bỏng này cũng có khen có chê có thực lực, có nhan sắc, có cá tính, tôi thích kẻ này. Nhìn qua rất quyến rũ, tôi yêu quá mất thôi. Còn không phải là một tên côn đồ thôi sao? Sớm muộn gì cũng sụp đổ. Có vài người không để ý đến tam quan mà đi theo ngũ quan. Cố ý dùng phương thức này để hấp dẫn chú ý, muốn nổi tiếng đến điên rồi. Tôi thì lại khá thích, so với một số kẻ được thiết kế như bức tranh chữ già thì mạnh hơn nhiều. Lâm Đường an ủi mình, cho dù có nói gì thì ít nhất còn có được một đợt chú ý chỉ mừng là cô chưa lập cho giang quân một hình ảnh nam sinh ngây thơ nếu không thì sẽ sụp đổ ngay khi ra mắt thấy dáng vẻ kia của anh giống như là cũng không lo lắng cái gì như vậy cũng tốt trước mắt cứ để cho anh giữ cái hình tượng đó có muốn sụp cũng không thể sụp cô biết anh cũng chẳng tốt đẹp gì còn tốt ngoại trừ mặt có thể ghi điểm thì thực lực cũng rất mạnh giang quân cậu há mồm có thể kiềm chế một chút hay không Lâm Đường không nhịn được mà mắng anh. Vẻ mặt Giang Quân lại mờ mịt. Tôi còn chưa đủ hạn chế sao? Tôi cũng chưa nói cô gạt tôi. Được lắm. Cậu nhớ kỹ. Nên nộp thuế thì phải nộp thuế. Không nên ngủ thì đừng ngủ. Ngoài ra những cái khác cũng không dẫn đến việc sụp đổ sự nghiệp này. Từ vòng bán kết đến vòng sơ khảo còn có một tuần. Trước khi thi đấu, Giang Quân còn đang không tim không phổi mà ăn lẩu. Ăn ít một chút, Cậu xem có người nghệ sĩ nào đến buổi tối còn ăn lẩu hay không? Vẻ mặt tuổi thân hơi mang ai oán của anh nhìn cô. Đói. Nghĩ lại hôm nay cũng sẽ dừng bước ở trong cuộc thi đầu bán kết. Đột nhiên lại có chút không đành lòng. Trước khi ca hát thì ăn no ba phần là được rồi. Còn lại thì chờ thi xong rồi trở về ăn. Chị nói rồi đấy nhá. À, tôi nói. Chờ cậu trở về rồi cùng nhau ăn. Lần thứ hai lên đài, Giang Quân vẫn rất thong dong dù sao cũng đã biết kết quả Cô cũng không căng thẳng nhiều Anh chỉ cần phát huy bình thường là tốt rồi Ca khúc được chọn lần này Là một ca khúc cũ kinh điển Ở phần điệp khúc có phần âm cao đặc biệt khó khăn Sân khấu cùng ánh đèn rơi vào cảnh đẹp Ánh sáng hoa mỹ chiếu vào trên người anh Khiến cho cả người càng thêm lóa mắt Mở đầu chậm rãi đi vào Tùy theo âm điệu mà cao lên Càng ngày càng ổn Càng ngày càng cao Toàn trường vang lên một mảnh hoan hô Rất tuyệt vẫn phát huy ổn định như cũ. Pháo đài đã nổ tung. Tôi cho rằng Giang quân Ngân Nga giọng thấp đã đủ quyến rũ, không nghĩ tới âm cao mà cũng trâu như vậy. Tuyệt, tôi muốn là người hâm mộ. Quán quân chắc chắn là anh ta. Không thể không nói, có một số người, quả thật là ông trời đuổi theo cho cơm. Người chủ trì thong thả lên đài, vẻ mặt mỉm cười, lại bắt đầu phân đoạn phỏng vấn. Lại lần nữa đứng ở trên sân khấu này, Giang Quân có cái gì muốn nói không? Giang Quân kinh ngạc một chút. "À, không có gì muốn nói." Cái này đến lượt người chủ trì ngơ ngác. "À, vậy giờ này phút này trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì?" Giang Quân đáp, "Muốn nhanh chóng trở về ăn lẩu." Trận ban kết kết thúc là đến lượt ban giám khảo chấm điểm. 6 trên 12, khi điểm hiện ra ở trên màn hình lớn, Giang Quân xếp thứ 7. Pháo đài lập tức nổ tung, không ngừng bình luận về tấm màn đen ngay khi người chủ trì vừa nói xong lời cảm ơn đang muốn đưa thành viên bị loại xuống đài thì lương hiệu an ở ban giám khảo đột nhiên lên tiếng tôi cảm thấy trận thi đấu lần này không công bằng người đang xem nói a rốt cuộc thì thấy lương hiệu an đã lên tiếng rồi cho dù là giám khảo chuyên nghiệp hay là người xem tại hiện trường trong lòng các vị đều biết rõ trình độ của các vị tuyển thủ cho nên cái xếp hạng này đến tột cùng là như thế nào thì hãy cho tôi một lời giải thích Người đang xem nói Lương Hiệu An quá mạnh mẽ Không hổ là đại thần mà tôi hâm mộ mười mấy năm Nếu đây là cái cách bà chương trình này hoạt động Vậy về sau đừng tới làm phiền tôi nữa Anh ta chỉ vào giang quân trên đài Nói năng rất có khí phách Anh ta đi Tôi đi Anh ta ở lại Tôi ở lại Người đang xem Cảm động đến khóc mất Cảm ơn thầy Lương đã lên tiếng Người chủ trì hoảng loạn liên lạc với nhân viên hậu trường Sau vài phút trên đài có lời giải thích bởi vì hệ thống nên danh sách tên nhảy lung tung sau khi được điều chỉnh chính xác với tổng số điểm đang có giang quân được đứng đầu toàn trường ố lên một mảnh ngay sau đó là một mảnh hoan hô lâm đường bỗng mừng rỡ như điên sau khi giang quân xuống sân khấu cô không nhịn được mà ôm anh tôi đã có người đứng đầu a à! lâm đường thừa nhận cô vui vẻ đến có một chút điên khùng chị gái à năm đó trong trận chung kết Chu Hàn đạt hạng mấy? Giang Quân tùy ý để cô ôm mà trêu chọc, năm ấy hình như là áo quân. Vậy tôi có thể vượt qua anh ta được không? Anh cúi đầu hỏi cô. Cậu đã vượt qua anh ta rồi. Năm đó Chu Hàn tốn 3 năm mới được lên sân khấu, 3 năm trải qua các loại trầm trầm phù phù, buồn bực thất bại. Lấy cái quán quân thì thế nào? Giang Quân nhướng mày hỏi cô. Lâm Đường nắm lỗ tay nhỏ của anh, cậu có chút điên rồi đó, anh bạn nhỏ ạ. À? Chờ xem Anh ném lại một câu cho cô Trận chung kết cũng là một tuần sau Hai người bọn họ lại không chuẩn bị ca khúc cho trận chung kết Trước mắt bỗng có một chút không biết phải làm thế nào Giang quân lại có vẻ chẳng sao cả Hát gì mà chẳng được Lâm đường đập bàn một cái Chọn rock and roll đi Đêm diễn ra trận chung kết nhất định vô cùng vô cùng sôi động Mỗi đội nhất định lấy ra bản lĩnh của mình Như vậy rock and roll nhất định có thể kích động thần kinh đại não Kết quả của trận chung kết có thêm số điểm trên đầu phiếu mà người xem đánh giá, người xem cùng các giám khảo chiếm một nửa. Quả nhiên không ngoài dự tính, tại hiện trường trận chung kết, người xem đều giống như ăn phải thuốc kích thích. màn rock em roll của Giang Quân như đổ thêm dầu vào lửa, sôi động đến nổ tung. Khán phòng như chật kín, toàn bộ hoan hô nhảy nhót, vừa hát vừa gào theo. Người bình luận nói: Làm sao bây giờ? đang tăng ca mà nghe ca khúc này có cảm giác cánh liền cứng lên rồi. Không muốn đi học một ngày. Không muốn đi học ngày nào cả. Người này hát thật tuyệt. Không được quán quân thì tôi đi đầu xuống đất. Dựa theo đầu phiếu của người xem, Giang Quân dẫn đầu với số điểm cách xa. Sau khi giám khảo cho điểm, tổng số điểm vẫn đứng đầu như cũ. Anh là quán quân. Thiếu niên 21 tuổi, sáng lấp lánh ở sân khấu. Giang Quân đi nhanh nhảy xuống sân khấu, rất nhiều truyền thông cùng người đại diện bắt đầu ùa lên. Tôi có người đại diện, cô ấy tên là Lâm Đường. Tôi rất biết ơn cô ấy. Trong một đêm tên Giang Quân đứng đầu các bảng tin, các loại chương trình quảng cáo cũng nối gót tới. Cậu thật đúng là cây dụng tiền nhỏ của tôi. Lâm Đường nhìn một đám danh sách mời, hoa cả mắt. Giang Quân đang chuyên tâm đưa thịt nướng vào miệng. Cô nhanh tay nhanh mắt hất rơi của anh. Còn ăn, về sau, sau 7 giờ tối không được ăn cái gì hết vẻ mặt Giang Quân không thể tin nổi. Lâm Đường, tôi đã kiếm được nhiều tiền cho cô như vậy, mà đến ăn no cũng không được ăn sao? Cô trơ mắt nhìn anh ăn xong từng miếng từng miếng thịt nướng còn lại. Lâm Đường tức giận liếc mắt nhìn anh một cái, trực tiếp vén vạt áo thun của anh lên. Giá người của cậu như thế này rồi, sao mà vẫn còn nuốt trôi được thế? Vẻ mặt anh càng không rõ nguyên nhân. Giá người của tôi làm sao? Tám khối cơ bụng, đường rãnh rõ ràng. Nói thật, Đúng thật là không tệ lắm. Còn kém một chút, tiếp theo vẫn phải luyện tập." Anh hừ nhẹ một tiếng rồi đi nâng tạ. Nửa giờ sau, cô tìm được Giang Quân đang chạy bộ với mồ hôi đầy đầu. "Tôi đã sắp xếp cho cậu một chương trình thực tế, Thẩm Nguyệt Nhan cũng tham gia." "À, anh thấy không sao cả mà trả lời. Chu Hàn cũng tham gia." Lâm Đường nhắc nhở anh, lại nhấn mạnh một lần nữa, "Chú ý ngôn hành cử chỉ của mình, nói ít lời nói bậy." nói ít làm nhiều nghe thấy không giang quân không thèm trả lời cô cô trực tiếp vặn tốc độ chạy đến mức nhanh nhất anh nhất thời mất khống chế à chị chị điều chỉnh chậm một chút thôi nghe thấy không nghe thấy rồi giang quân khẽ cắn môi trả lời thiếu niên phản nghịch thật đúng là không dễ dẫn dắt vào ngày phát sóng chương trình thực tế mấy nhà marketing lớn tuôn ra một tiết lộ gây sốc chu hàn cùng nữ minh tinh hà sương dạng sáng cùng ở khách sạn Ngày tiếp theo đều đồng thời rời đi. Trong video Hà Sương kéo cánh tay Chu Hàn, vẻ mặt hạnh phúc. Bình luận cũng chủ yếu là chúc phúc. Một đôi kim đồng ngọc nữ thật sự xứng đôi. Người đại diện hài Nhiễm là chị họ của Hà Sương. Từ sau khi được cô ta dẫn dắt, giá trị con người Chu Hàn càng là nước lên thì thuyền lên. Hiện giờ lại có fan của ảnh hậu hỗ trợ. Toàn bộ con đường của hắn đi đúng thật là toàn màu hồng. Khi tiết mục bắt đầu quay, Lâm Đường đưa Giang Quân, Thẩm Nguyệt Nhan cùng đi vào hậu trường, mà đi cùng Chu Hàn tới là Hải Nhiễm. Rất lâu rồi không thấy, Chu Hàn giống như gầy ốm đi rất nhiều. Đường Đường, hắn khàn khàn mở miệng. Lâm Đường nhìn Hà Sương kéo tay hắn, trói mắt đến khó chịu. A, à, tôi tưởng đây là ai cơ, hóa ra là Trần Thế Mỹ của thời hiện đại. Thẩm Nguyệt Nhan sớm đã không nhịn được. Lâm Đường vội vàng kéo cô ấy, đừng gây chuyện xung quanh đều là camera, mỗi tiếng nói cử động đều có khả năng bị phóng đại. Anh Chu, xin chúc mừng. Lâm Đường dâng lên một nụ cười mỉa mai, rồi chào hỏi với Chu Hàn. Không ngờ hắn trả lời, Giang Quân vòng tay ra, ôm lấy vai cô. Đi. Trước khi tiết mục bắt đầu quay, cô lại nhấn mạnh lại với Giang Quân cùng Thẩm Nguyệt Nhan. Nhất định chú ý ngôn hành cử chỉ, nói ít làm nhiều, không cần nhằm vào Chu Hàn. Hai người này thực sự nghe lọt, bọn họ không chỉ không nhắm vào chu hàn hơn nữa trực tiếp làm lơ hắn tiết mục rút thăm ba người một tổ vừa lúc ba người bọn họ một tổ thẩm nguyệt nhan cùng giang quân đều ghét bỏ nhau nhưng một khi đụng tới chu hàn hai người lại cực kỳ nhất trí mà đoàn kết đặc biệt thẩm nguyệt nhan công khai xem thường chu hàn làm nhiệm vụ còn chưa trở về hai người đã nổi lửa nấu cơm ăn đặc biệt giang quân ăn rất vui vẻ lâm đường ở bên ngoài kêu lên giang quân ăn ít một chút anh giả điếc giang quân mẹ nó cậu đừng ăn nữa anh lại càng giả điếc lâm đường tức giận đến mức khi đến giờ nghỉ ngơi giữa giờ cô đã lôi kéo lỗ tai anh cứ thử giả vờ nữa cho tôi xem anh giả ngu nói có khi vừa rồi tôi điếc thật thật sự là không nghe được lâm đường khó thở tăng thêm lực đạo anh đau đến nghe răng trợn mắt lâm đường tôi sai rồi lần sau cũng không dám nữa đường đường chúng ta nói chuyện một chút không biết từ khi nào chu hàn đã đứng ở bên cạnh người cô vẻ mặt cô đơn hình như chúng ta không có gì cần nói anh chu cô không có lời nào để nói mà nhìn về phía hắn chia tay cũng không dám gặp mặt để nói lúc này lại nhảy ra để làm cái gì hắn trực tiếp lôi kéo cổ tay của cô kéo cô đi ra ngoài đường đường anh hối hận giọng nói của chu hàn khàn khàn anh sẽ từ bỏ tất cả chúng ta quay lại đi lâm đường cong môi lên cười một nụ cười mỉa mai xem ra hà sương hầu hạ không được tốt rồi khiến cho anh chu gầy cả người anh hối hận còn tôi thì ngại ghê tởm chu hàn bỗng hoảng loạn chân tay luống cuống bắt lấy tay của cô đường đường anh cũng có nỗi khổ trong mà cô chỉ cảm thấy ghê tởm chu hàn buông tôi ra lâm đường chán ghét mà đẩy hắn ra phía ngoài cho đến khi nắm đấm của giang quân dừng ở trên mặt hắn chu hàn thấy thế vừa muốn phản kích cô vội kéo giang quân sang một bên tôi đã nói với cậu thế nào bảo cậu phải chú ý ngôn hành cử chỉ cậu đều đã quên rồi sao giang quân cắn răng trả lời không quên nhưng không nhịn nổi lâm đường trực tiếp nắm lấy tay giang quân nhìn về phía chu hàn nếu đã gặp thì giới thiệu một chút bạn trai mới của tôi trẻ hơn anh đẹp hơn anh ưu tú hơn anh và cơ thể còn tuyệt vời hơn cả anh Lâm Đường cười nhạt, dùng khóe mắt nghiêng mặt liếc hắn một cái. Tôi cũng không thèm để người đàn ông hơn 25 tuổi vào mắt. Là anh không xứng. Lâm Đường ngồi ở hậu trường, nhìn người bận rộn đi đi lại lại, biểu diễn hư hư thật thật trong màn ảnh. Cô bỗng thất thần, không biết từ khi nào Hà Sương đã ngồi ở bên cạnh cô. Lâm Đường, đã cầm tiền thì nên ăn phận một chút, đừng ước mơ những thứ không thuộc về mình. Cô ta đang nửa là mệnh lệnh nửa là uy hiếp lâm đường không nhịn được mà cười nhạo ăn cơm của người khác đã nhai qua có cái gì hay ho mà khoe khoang cô thích lấy rác rưởi về tôi đưa cô là được nói thật sau khi chia tay với chu hàn cô cũng không có bao nhiêu khó chịu nhưng mà có thể do cơ thể không khỏe hoặc cũng có thể là hôm nay bị kích thích tóm lại trong lòng thực sự phiền muộn khi thẩm nguyệt nhan gọi điện thoại tới lâm đường đang ở quán bar uống đến mơ mơ màng màng cuối cùng thì bọn tớ cũng chụp xong rồi cậu đang ở đâu đấy chỗ cũ tớ đón tớ đi hình như tớ không mang tiền ký ức chỉ dừng lại ở giờ phút này khi tỉnh lại lần nữa tay của cô còn đang ở trên người thẩm nguyệt nhan sao chả có cảm giác gì vậy thẩm công chúa sao ngực cậu không có gì thế này hai mắt lâm đường mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm tự nói chị gái tỉnh ngủ rồi người ngã vào một lồng ngực nóng rực không đúng sao giọng nói này cũng không đúng vậy nhỉ cái người có vẻ mặt không nhịn được nụ cười xấu xa kia không phải là giang quân sao lâm đường hoảng loạn tóm lấy một cái áo thun của anh rồi chạy vào phòng vệ sinh thẩm nguyệt nhan ngày hôm qua sao cậu không đến đón tớ hả lâm đường gọi một cuộc điện thoại trước tiên tớ ngày hôm qua tớ bị tên khốn lục uyên kia quấn tớ bảo giang quân đi rất tốt không biết từ khi nào giang quân đã đứng ở phía sau cô ôm lấy cô chị gái à ngày hôm qua lâm đường cắn chặt răng trực tiếp ngắt lời anh ta ngày hôm qua cậu cũng anh không vui mà cọ cọ bả vai cô chị cần phải vuốt lương tâm mà nói chuyện lâm đường cười ha ha tôi không có lương tâm anh không vui mà nhìn chằm chằm cô lâm đường chị có ý gì lâm đường nhẹ giọng mọi người đều là người trưởng thành cậu sẽ không cho rằng cái này có thể đại biểu cho cái gì đấy chứ vậy tôi là cái gì anh chất vấn cô. Coi như cậu xui xẻo. Ngày hôm qua chị cũng không nói như vậy. Lời nói của phụ nữ khi trên giường thì không nên tin. Lâm Đường, chị không thể như vậy. Giang Quân tức giận đến xoay quanh. Vậy cậu tố cáo tôi đi. À, chị làm tôi tức chết. Anh ta có một chút điên, cô lại có một chút phiền. Vừa mới kết thúc một đoạn tình cảm thương gân động cốt. Căn bản là không có tâm tư lại bắt đầu một đoạn tình cảm mới huống hồ anh còn trẻ hơn cô rất nhiều hơn nữa sẽ càng đi càng xa có lẽ sẽ là một chu hàn tiếp theo giang quân về sau anh sẽ gặp được rất nhiều cô gái ưu tú bây giờ anh còn trẻ vừa mới tiến vào cái giới này còn ý của cô là muốn bình tĩnh giải thích cho anh anh lại trực tiếp ngắt lời cô không cần chị giáo dục tôi chị chính là không muốn chịu trách nhiệm giang quân nổi trận đùng đùng hất cửa mà đi vẻ mặt cô bối rối Lâm Đường âm thầm mắng mình, thật đúng là làm bậy. Từ sau chuyện lần trước, Giang Quân giống như đã rời nhà mà đi ra ngoài. Thôi quên đi, cho anh thoải mái hai ngày đi. Trước khi sâu thực tế được trình chiếu, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị người bình luận chửi oan. Quả nhiên, sau khi được trình chiếu, bình luận xấu không ngừng tuôn ra. Thẩm Nguyệt Nhan ỉ vào sau lưng có kim chủ, nên không để người vào mắt sao? Giang Quân chỉ là một người mới ra mắt, mà đã không tôn trọng tiền bối như vậy nhân phẩm không tốt chút nào người đại diện cũ của chu hàn là lâm đường cũng chính là người đại diện hiện tại của thẩm nguyệt nhan cùng giang quân đúng là toàn cực phẩm chắc là lâm đường ghen ghét sau khi chu hàn rời khỏi cô ta mà càng ngày càng nổi nên ghen tị đấy thôi quên đi cô tự an ủi mình nổi tiếng bằng scandal cũng là nổi tiếng ở đông đảo những lời chê bai thì tốt xấu gì vẫn còn có mấy lời khen ngợi cái khác không nói tôi thật sự là thích vẻ ngoài của thẩm nguyệt nhan cùng giang quân, tôi cảm thấy trách cười về dáng vẻ ghét bỏ nhau của hai người này. hai người bọn họ khi đối mặt với chu hàn lại cực kỳ nhất trí mà đoàn kết. vốn dĩ việc này cứ như vậy cũng coi như hút được chút fan, nhưng không nghĩ tới một ngày sau có truyền thông tuôn ra tin tức về giang quân, quán quân cuộc tuyển chọn giang quân từng bị đuổi học vì bắt nạt bạn học, giang quân từng bị giam giữ do bắt nạt học đường tác giả của tin nóng đã có một cuộc phỏng vấn với học sinh bị Giang Quân đánh thành trọng thương năm đó, càng đưa ra thông báo đuổi học của trường học đối với anh ta. Tất cả những lời bình luận độc ác nhất, nhất thời che trời lấp đất mà đến. Cái dáng vẻ này đúng là dáng vẻ của Lưu Manh. Có vài fan lại bỏ qua tam quan mà chạy theo ngũ quan. Chống lại bạo lực học đường, chống lại nghệ sĩ vô đức. Cứ nghĩ đến thái độ của anh ta đối với Chu Hàn trong tiết mục lần trước là biết là người không có tố chất rồi cũng chỉ là hát mấy bài hát đã nổi tiếng đến tác phẩm của riêng mình đều không có cũng không biết là phát cuồng cái gì nữa lâm đường cầm di động mà cười lạnh đến tới thì vẫn phải tới giang quân thở hồng hộc chạy về từ bên ngoài biết đã phải trở lại lâm đường nghiêng mặt liếc anh ta một cái không không phải như bọn họ nói anh không đủ tự tin mà giải thích tôi biết trước tiên là phải làm đốm lửa này càng ngày càng bùng lên đã nhiệt độ dư luận càng ngày càng cao. Khi Giang Quân đang bị toàn mạng chỉ trích thì cô đã thả ra chứng cứ xác thực. Năm đó thật ra Giang Quân cũng không phải là kẻ bắt nạt học đường mà là ra tay xử lý kẻ bắt nạt các bạn học. Khi đó thời niên thiếu vẫn còn ngông cuồng. Khi xuống tay đã đánh đối phương đến thương nặng. Đối phương yêu cầu anh phải bồi thường 50 triệu mới bằng lòng bỏ qua. Giang Quân không chịu. Đối phương liền báo cảnh sát dựa theo trình tự chính quy mà xử lý anh phải bồi thường cho đối phương tiền thuốc men, bị giam giữ hành chính 10 ngày. Sau đó đối phương lại làm loạn ở trường học, yêu cầu đuổi học anh. Toàn bộ sự kiện khi cô ký hợp đồng với anh đã đi tìm hiểu tất cả trước rồi. Tất cả những gì có thể, cô đều lôi ra ngoài ánh sáng một lần. Cuộc ghi âm của học sinh được cứu năm đó, còn có bản ghi chép của cục cảnh sát đối với chuyện năm đó rất kỹ càng tỉ mỉ và rõ ràng. Chứng cứ vừa ra, lời đồn lúc trước tự sụp đổ, cũng coi như là kiếm đủ độ chú ý rồi. Không cần phải cảm động. Lâm Đường nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Giang Quân, "Tôi nói rồi, hai ta là châu chấu trên cùng một cây, cậu nổi tiếng thì tôi kiếm tiền, cậu sụp đổ thì tôi bị mắng chửi. Trước mắt độ chú ý đã đủ rồi, nhưng mà nổi tiếng một thời gian hay là cả đời, vẫn là phải xem bản thân của cậu. Muốn trở thành một ngôi sao lớn như Lương Hưu An, không phải chỉ có sức chịu đựng với các loại đạo bới trong giới giải trí." mà còn phải không ngừng có tác phẩm được phát ra. Trước mắt, thật ra cô còn có một tấm bài chưa lật. Bốn năm trước, khi cuộc sống của Chu Hàn chìm vào vực thẳm, hắn không có bất kỳ công việc nào. Khi đó vì muốn kiếm nhiều tiền, cô bắt đầu viết tiểu thuyết ở trên mạng. Năm đó tiểu thuyết đó cũng kiếm được một khoản nhỏ, nhưng cũng không có nổi tiếng bao nhiêu. Lại không nghĩ đến, vào năm nay, lại có người liên hệ cô muốn mua bản quyền để chuyển thể thành phim cô đã nói với đối phương điều kiện để ký hợp đồng là Chu Hàn sẽ được diễn vai nam chính. Nhà làm phim đồng ý, hẹn sắp tới ký hợp đồng. Lâm Đường trực tiếp liên hệ nhà làm phim, đổi nam chính nữ chính là Thẩm Nguyệt Nhan, ca khúc chủ đề sẽ do Giang Quân hát. Tin tức qua đi không bao lâu, Chu Hàn liền tìm tới cửa. Hắn gầy hơn mấy ngày trước đó, xem ra cơm hềm cũng không dễ ăn như vậy. Đường đường, em yêu cầu đổi nam chính của tình cờ gặp gỡ sao? lâm đường không thèm nhìn lại vuốt móng tay mới làm đúng vậy bởi vì anh không xứng anh không xứng làm nam chính của tôi càng không xứng làm nam chính trong chuyện xưa của tôi tôi cũng không cầu cái gì tôi chỉ muốn vui vẻ mà thôi sản xuất muốn ký thì ký cùng lắm cũng chỉ là mấy trăm triệu phí bản quyền mà thôi tôi không thiếu số tiền ấy nói xong rồi còn có việc gì không nói thật hiện tại tôi rất không muốn nhìn thấy anh cả người chu hàn hoảng loạn hắn bỗng nhiên gắt gao nắm lấy bả vai cô, hai mắt màu đỏ tươi. Đường đường, em đã nói muốn đi cùng anh cả đời. Lâm đường chán ghét hất hắn ra. Chu Hàn, là anh không cần tôi trước. Anh đã cho tôi 10 tỷ, đổi lấy 10 năm thanh xuân của tôi. Vốn dĩ tôi còn muốn giữ lại chút thể diện cho anh. Đừng làm cho tôi lại ghê tởm anh. Chu Hàn, tôi chúc anh tiền đồ như gấm, càng ngày càng nổi tiếng. Lâm đường quay đầu rời đi, không muốn nhìn thêm một cái nào nữa. Mới ra khỏi thang máy, một bó hoa to lớn tiến lên trước mặt, bên cạnh còn có một người. Lâm Đường khẽ nhíu mày. Đây là cái quái gì thế? Giang Quân ra sức khiêng bó hoa hồng. Lễ tình nhân, không phải phụ nữ đều thích hoa sao? 999 bông đó. Tôi không thích, cảm ơn. Lâm Đường trừng mắt nhìn anh một cái. Thằng nhóc này còn có không ít tâm tư. Vậy chị thích quà gì? Giang Quân vẫn theo đuổi không bỏ. "Tôi thích xe thích nhà, giá trị cao, giảm giá nhanh. Tốt nhất năm nay cậu nên nỗ lực, năm sau tôi đổi một chiếc Ferrari." Cô không còn lời nào để nói, liếc nhìn anh một cái. "Được, chị chờ." Giang Quân chạy đi nhanh như chớp. Vẻ mặt cô ngơ ngác, đây là tình huống như thế nào vậy? Một lúc sau, anh gọi điện thoại bảo cô xuống tầng. Lâm Đường không kiên nhẫn mà đi xem tên nhóc này lại giở trò gì lại nhìn thấy anh ngồi ở trên một chiếc xe thể thao ferrari mới tinh màu đỏ thật sự quyến rũ này lâm đường chỉ vào siêu xe mới tinh với vẻ mặt mờ mịt tặng chị đấy giang quân lắc lắc tay còn nhà ở thì phải tích cóp thêm lâm đường một hơi thiếu chút nữa là không đi lên nổi giang quân cậu có phải là bị điên rồi không kiếm được ít tiền là muốn làm lung tung lên hả lâm đường tức giận đến mức tay đấm chân đá anh một trận anh lại vẫn cười rực rỡ không kiêng nể gì mà nhìn về phía cô. Chị nói xem, đẹp hay không đẹp? Ừ, đúng thật là khá đẹp. Giang quân vươn tay ra với cô, cười đến càng khoe khoang. Vậy xin hỏi vị nữ chủ xe Ferrari tôn quý, có thể để tôi làm tài xế đưa ngài đi đâu đó hong gió được không? Lâm đường bất đắc dĩ rất nhiều, lại không nhịn được bật cười. Được. Tiếng gió rít gào cùng với ánh đèn nê ông ban đêm bay qua tầm nhìn của cô tiếng ống xả ầm ĩ xuyên thùng bầu trời đêm cô lên tiếng thét chói tai như muốn chút mọi phiền muộn trong lòng ra cuối cùng thì xe cũng tắt máy ngừng ở ven đường trên màn hình lớn ở trung tâm thương mại phía bên kia đường đang chiếu sáng hình ảnh của chu hàn mẹ kiếp chỗ ngồi này cũng thật là đen đủi giang quân liếc mắt một cái rồi chửi lại có ý muốn đổi một nơi khác lâm đường giãn hai tay rũi người ở chỗ này cũng được không sao cả Lâm Đường nhìn Chu Hàn trên màn hình, cười lắc lắc đầu. Chị thích cái gì ở anh ta? Cuối cùng thì Giang Quân không nhịn được mà mở miệng hỏi. Cô thích cái gì ở Chu Hàn? Đến nay cô cũng không rõ. Năm ấy tôi 16 tuổi. Tôi chuyển tới lớp học mới thì bị cô lập. Chỉ có thẩm Nguyệt Nhan, nguyện ý làm bạn với tôi. Sau đó tôi bị mấy tên lưu manh cản lại ở cổng trường. Là Chu Hàn đã ra tay cứu tôi khi đó liền có cảm giác trên người anh ta có ánh sáng từ trên trời giáng xuống giang quân cười nhạo cô lại còn trên người có ánh sáng anh ta là như lai phật tổ à lâm đường cũng tự diễu cười nói có lẽ khi đó trong não chỉ có tình yêu nhưng mà thẩm nguyệt nhan cùng chu hàn vẫn luôn là ánh sáng chiếu sáng cuộc đời tôi ánh sáng của đèn đường nghiêng nghiêng chiếu vào sơn mặt có góc cạnh rõ ràng của giang quân anh hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô trong ánh mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng rực rỡ lâm đường không nên bởi vì mua sai vé mà luyến tiếc xuống xe nếu đã sai vé thì vĩnh viễn không đến được đúng điểm đâu không phải tất cả mọi người là chu hàn là anh ta không xứng chị à tôi sẽ nỗ lực trở thành ánh sáng chiếu sáng cho chị lâm đường ngơ ngẩn nhìn giang quân quả tim run lên anh trực tiếp kéo cô vào trong lồng ngực khe khẽ thở dài chị à chị thật khó theo đuổi lòng cô như dần dần mềm ra. Có lẽ là không khí quá mức kiểu diễm ái muội. Ngón tay cô nhẹ nhàng xẹt qua vành tai và cảm anh. Nhìn anh hơi nhấp môi mỏng, ma suy quỷ khiến thế nào mà cô đem môi mình bao phủ lên đó. Vẻ mặt anh hơi mang hoảng loạn, rồi lại lập tức đảo khách thành chủ. Giữa lúc hơi thở phập phồng, cô lôi kéo góc áo anh rồi hỏi. Gần đây cơ bụng được luyện thế nào rồi? Tự mình kiểm tra. Giang quân nhớ mày trả lời, một lát sau lại nhìn chằm chằm cô rồi hỏi chị à lần này chị sẽ không còn không thừa nhận đấy chứ vậy thì không thể quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh youtube nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng kể của hạ vũ ngày hôm sau giang quân lại khàn cả giọng nói với điện thoại lâm đường chị lại ngủ xong liền chạy giang quân tốt nhất cậu nên an phận một chút cho tôi nếu chị cứ như vậy thì tôi gặp một người thì sẽ yêu một người, yêu một người rồi lại quên một người, vĩnh viễn đều có người tiếp theo. Chị, chị cứ chờ đấy. Tình cờ gặp gỡ được phát sóng đúng hạn, ca khúc chủ đề được Lương Hiệu An soạn nhạc, Giang Quân trình bày. Ngay khi ca khúc được trình làng, lập tức được khen ngợi như nước, cuối cùng thì Giang Quân cũng có tác phẩm của mình. Ngoại trừ cái này ra còn có hai điều vui mừng nhỏ. Bạn thân Thẩm Nguyệt Nhan ra mắt ba năm mà không nổi tiếng, lại ngoài ý muốn bởi vì bộ phim này mà trở nên nổi tiếng. Mà Giang Quân cũng ngoài ý muốn lại trở nên nổi tiếng bởi vì đóng vai một vị khách mới chưa có nổi 10 câu thoại. Dù sao thì anh ta rất đẹp trai, lời kịch lại ít nên không nhìn ra kỹ thuật diễn. May mắn chính là ca khúc của phim Tình Cờ Gặp Gỡ đã đạt được giải giai điệu vàng năm đó. Tại lễ trao giải, Lâm Đường nhìn Giang Quân mặc tây trang đang rực rỡ lấp lánh ở trên sân khấu. Anh nhẹ nhàng cong eo, cầm lấy microphone. Người mà tôi muốn cảm ơn nhất chính là người đại diện của tôi, Lâm Đường. Cảm ơn cô ấy đã khiến cho tôi cảm nhận được một cuộc sống khác. Cũng cảm ơn cô ấy đã vô điều kiện tín nhiệm tôi. Cảm ơn cô ấy đã cho tôi biết thế nào là yêu. Lâm Đường, anh yêu em. Giữa một rừng hoan hô, Giang Quân nhảy xuống sân khấu, chạy về phía cô rồi ôm cô vào trong lồng ngực. Lâm Đường bỗng không biết phải làm sao, khi phản ứng lại thì chỉ biết tức giận mà bắt lấy cổ áo của anh mà mắng tên khốn này tôi còn chưa trang điểm anh cười đến độ vô cùng rực rỡ lần sau tôi sẽ chú ý lúc này không thể không thừa nhận đúng không chị hừ tên khốn quỷ kế đa đoan này lấy lại tinh thần mới phát hiện cô đã khóc như thế nào trận sự cố sân khấu này lại đổi mới tin hot trên mạng cũng may người hâm mộ của giới giải trí này có tính bao dung rất mạnh cũng không có người nào nhớ về những gì của lúc trước. Mất fan không nhiều lắm, mà hút fan cũng không ít. Tôi đã nói rồi mà, lúc trước không hâm mộ sai người. Bắt đầu từ vẻ ngoài, nhưng lâu dài với nhân phẩm, thích thì công khai, thật đàn ông. Không nghĩ tới khuôn mặt thì cặn bã mà lại là người trung tình nhất. Lâm Đường nhìn một đám bình luận này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới chuẩn bị tắt di động, Thẩm Nguyệt Nhan đột nhiên gọi điện thoại tới. Bảo bối, cậu nhanh xem Hà Sương phát mạng xã hội đi. Cô ta đang phát điên cái gì thế không biết. Lâm Đường vội vàng mở mạng xã hội ra. Hà Sương đăng lên hai tấm ảnh. Một tấm là giấy đăng ký kết hôn của cô ta với Chu Hàn. Một tấm là biên lai chuyển khoản của cô. Thời gian của giấy đăng ký kết hôn còn sớm hơn cả thời gian chuyển khoản cho cô. Cô ta gửi kèm lên chú thích. Biết tiểu tam, làm tiểu tam. Bỗng chốc khiến cho sóng to gió lớn nổi lên. Trên mạng, Tiếng mắng che trời lấp đất mà đến. Hóa ra Lâm Đường là tiểu tam chen chân vào giữa Chu Hàn cùng Hà Dương, thật là làm tôi mù quáng mất thôi. Tôi còn cứ nghĩ là cổ tích tình yêu, thế mà lại là tiểu tam phá hỏng tình cảm của người khác. Hâm mộ của tôi đối với Chu Hàn hoàn toàn vỡ nát, vì muốn ở bên Hà Dương mà lại cho tiểu tam 10 tỷ. Giang Quân lại đi thích một tiểu tam, thật là mở rộng tầm mắt. Sau đó người hâm mộ lại bắt đầu nhắn lại ở trên mạng xã hội của Hà Dương. Chị à, tài sản chung trong hôn nhân có thể thu lại được, không cần cho tiểu tam. Giang quân ôm cô vào trong ngực, tắt đi di động. Anh tin tưởng em, đừng sợ, có anh ở đây. Lâm đường không chỉ không sợ, còn cảm thấy cực kỳ thú vị. À, tôi còn muốn nhìn xem mấy người đó còn muốn diễn cái gì nữa. Lâm đường không phản hồi lại, thẩm Nguyệt Nhan trực tiếp live stream kêu gọi Chu Hàn. Chu Hàn Từ năm 16 tuổi đến năm 26 tuổi Lâm Đường đã trải qua 10 năm yêu đương với anh Anh lại khốn nạn lừa cô ấy mà lên đăng ký kết hôn với người khác Vương Bảo Xuyến đào rau dại 18 năm Tốt xấu gì cũng còn có một cái danh phận Anh thì sao? Anh thay đổi lòng dạ còn có lương tâm sao? Cuối cùng thì ai là tiểu tam thì trong lòng người đó biết rõ. Tôi, Thẩm Nguyệt Nhan, là bạn học cấp 3 của Chu Hàn cùng Lâm Đường. Lâm Đường với Chu Hàn đã yêu nhau 10 năm, sau khi nổi tiếng đã cho cô ấy 10 tỷ làm phí chia tay và yêu cầu cô ấy xóa vứt bỏ toàn bộ những thứ có liên quan đến anh ta, nếu tôi có một câu nào là lời nói dối thì ra cửa sẽ bị xe cán chết. Có lẽ là Thẩm Nguyệt Nhan nói quá độc ác, đông đảo người hâm mộ hóng chuyện lại chuyển hướng gió sang cô ấy. Có thể là Lâm Đường bị tiểu tam ép. Ngồi chờ hai bên đánh nhau. Ngay sau đó ở trên mạng xã hội của Hà Dương xuất hiện một tấm ảnh về biên bản xác nhận tố cáo. Dòng chữ đi kèm đã chuyển cho cảnh sát. Hà Dương quá mạnh mẽ, ngồi chờ hai bên đánh nhau. Chu Hàn đâu? Đàn ông thối không dám lộ diện. Lâm Đường cười lạnh, chuyển khoản lại khoản tiền 10 tỷ, sau đó ở trên mạng xã hội đã gửi lên ảnh chụp chuyển khoản. Tiểu Tam sợ. Phi, thật ghê tởm. Tôi thật là mù quáng, tôi lại còn cảm thấy cô ta vô tội. Tiếng mắng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc Thẩm Nguyệt Nhan không nhịn được nữa. "Lâm Đường, cậu đang làm cái gì vậy?" Lâm Đường cười cười, "Không có gì, trước tiên cứ làm cho đống lửa này lớn thêm chút đã. Lửa nhỏ hầm chậm thịt mới ngon." Từ trước đến nay cô không bao giờ làm người bị động, người khác ném buồn vào cô, cô lại muốn lấy buồn trồng hoa sen. Tiếng mắng của dư luận càng ngày càng nhiều, cô trở tay gửi đi một đoạn ghi âm. "Chu Hàn sẽ càng ngày càng nổi tiếng." càng cần thân phận độc thân, cho nên quan hệ của hai người cũng nên kết thúc. Chuyện này nên để tôi nói, cũng là để lại cho hai người chút thể diện. Dù sao thì nhiều năm như vậy, tôi cũng đã trả giá rất nhiều. Lâm đường, tôi cũng đã lan lộn trong cái thế giới này gần ấy năm. Có người nghệ sĩ nào mà không muốn nổi tiếng, không muốn đứng trên hàng ngũ đầu tiên. Chu Hàn không phải là người bạc tình bạc nghĩa, đây là phí bồi thường 10 tỷ. Cô hãy xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện của cô với Chu Hàn đi cả ảnh chụp và video nữa. Đoạn tình yêu này từ hôm nay trở đi không được nhắc lại với bất kỳ kẻ nào. Đây chính là bản ghi âm ngày đó Hà Nhiễm nói chuyện với cô, cô đã sớm lưu lại. Như này cũng đủ để chứng minh rằng cô vô tội. Một khi đoạn ghi âm được phát ra, dư luận đang nghiêng về một phía bắt đầu xoay ngược lại. Mẹ Kiếp, đúng lại là bước ngoặt gây sốc. Tôi thừa nhận lúc trước tôi mắng có chút lớn tiếng. Chị gái à, trong tay chị còn cái gì nữa Màu thả ra đi Bấy giờ sau Lâm Đường mở một thứ đã bị phủ bụi Ở trong nhà rất lâu rồi Bên trong chiếc hộp chuyển phát nhanh Là một cuốn album điện tử Vốn là định làm xong sẽ tặng cho Chu Hàn Làm quà khi hai người bọn họ Làm lễ kỷ niệm tròn 10 năm Chỉ là khi nó được gửi tới Thì hai người bọn họ sớm đã kết thúc rồi Cô xóa mọi thông tin về hắn Nhưng mà trên cái album điện tử này Có hơn 1.000 bức ảnh từ năm 16 tuổi đến năm 26 tuổi. Thời gian ngày tháng năm được chú thích rõ ràng. Lâm Đường đã ghi lại video mở album điện tử rồi trực tiếp phát ra. 10 năm thanh xuân, vì chị không đáng giá. Tham phú phụ bần, cuối cùng đã hiểu rõ vì sao Lâm Đường lại lựa chọn Giang Quân. Theo đuổi chủ đề nóng hổi này còn thú vị hơn là xem phim truyền hình nhiều. Cầu gì được đấy? Dự luận trên mạng càng ngày càng nhiều. Qua hơn nửa ngày, Lâm Đường thả ra con át chủ bài cuối cùng trong tay. Là bản thảo của gặp được anh, có ghi rõ ngày tháng cùng tên của cô. Khu bình luận như nổ tung. Đây không phải là ca khúc thành danh của Chu Hàn sao? Mẹ kiếp, hóa ra là Lâm Đường sáng tác. Kiếm tiền nhiều năm như vậy, đã trả lại cho người sáng tác chưa, Chu Hàn? Cô ấy ủng hộ Chu Hàn nhiều năm như vậy, đâu chỉ giúp anh ta kiếm lời 100 tỷ. Người ta còn chuyển trả lại tiền, là ngại bẩn đấy hoàn toàn bị dẫm chết rồi. Sao Hà Dương còn không mạnh mẽ nữa đi? Rốt cuộc ai là Tiểu Tam? Hai ngày nổi tiếng liên tiếp, Lâm Đường thừa dịp đông đảo quần chúng đang nhiệt tình hóng chuyện, lại phát live stream. Mọi người ơi, tháng sau, giọng ca mới Giang Quân mở cuộc họp báo. Mọi người không gặp không về nhé. Nhiệt độ đã nóng đến mức này, lưu lượng cho không mà không dùng thì không phải là cô. Vài giây sau, Giang Quân bình luận, là bạn trai. Lâm Đường trả lời, à bạn trai bình luận nhất thời lại nổ tung tôi nhớ ra rồi khi giang quân mới ra mắt anh ta nói vốn là muốn theo đuổi một chị gái chị gái kia chính là lâm đường trời ạ à, thật cảm động giang quân mau ôm chặt chị ấy đi cô ấy thực sự rất tốt cái mùi vị tình yêu chua cay này a à, ngọt chết tôi mất giang quân đáng giá lâm đường đáng giá trò khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc nhưng mà về hà sương lại đột nhiên bị truyền thông tuôn ra các vụ bê bối. Các loại hình ảnh bồi rượu cùng với không đứng đắn, lan lộn trên giường với các đạo diễn nhà sản xuất lộ ra. Hình tượng ngọc nữ trong sáng lập tức sụp đổ. Thế nào? Đỡ tức chút nào không? Thẩm Nguyệt Nhan hỏi cô. Tại sao đột nhiên lại có người tuôn ra những cái này? Lâm Đường khó hiểu. Tớ không vui. Lục Uyên liền thuận tay làm chút chuyện cho tớ vui. Thẩm Nguyệt Nhan thản nhiên nói. Hai người làm lành rồi. Lâm Đường hỏi, xem như là thế đi, dáng vẻ của cô ấy vẫn thản nhiên như không sao cả. Được rồi, cô ấy có kim chủ, không cần một kẻ như phế vật là cô làm người đại diện. Hai, nhưng mà có chuyện chắc là cậu không biết, chính là về Chu Hàn. Thẩm Nguyệt Nhan muốn nói lại thôi. Chu Hàn làm sao vậy? Anh ta bị bệnh trầm cảm nên tự kết liễu cuộc đời, nghe nói vừa mới được cứu chuyện xảy ra với anh ta lúc đó. Có lẽ là do Hà Dương cùng chị họ của cô ta gây ra. Lâm Đường bỗng ngơ ngẩn, vốn định không còn liên quan đến gì Chu Hàn cả, nhưng nghe thấy tin hắn tự kết liễu cuộc đời, đáy lòng vẫn là run lên. Lâm Đường đến bệnh viện nơi hắn đang ở, cả người hắn càng thêm gầy ốm, cả khuôn mặt tái nhợt vô lực, chân cổ tay quấn băng vải thật dày, thật sự quá khác với hình ảnh rực rỡ sáng chói trên sân khấu lúc trước. Nhìn hắn từng bước bước lên đài vinh quang, nhìn thấy hắn tiếp đón khách nhìn thấy hắn sụp đổ, hắn cũng từng đã nổi tiếng như vậy, hiện giờ lại thê thảm như thế. Chu Hàn, Lâm Đường nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Chu Hàn chậm rãi mở bừng mắt, sau khi nhìn thấy cô lại có chút kinh ngạc. "Đường Đường, em đã đến rồi." Giọng nói của hắn vô cùng suy yếu. "Em thấy đấy, hiện tại anh thảm như vậy đều là báo ứng. Anh vẫn luôn hối hận, hối hận vì đã không kiên định mà lựa chọn em. Lúc trước vì để có được một vai chính trong phim chị em hà dương đã hỗ trợ giúp đỡ nhưng anh lại không ngờ rằng anh bị bọn họ tính kế bị bọn họ chụp ảnh bọn họ lấy cái này để uy hiếp anh anh không muốn sự nghiệp nỗ lực nhiều năm như vậy mà chỉ vì một phút lại hóa thành cho tàn lại càng không biết nên giải thích cho em như thế nào em có thể tha thứ cho anh hay không đường đường anh thật sự không nghĩ tới sẽ mang đến phiền toái cho em Em là người anh yêu 10 năm thì ra là thế." Lâm Đường ngơ ngác nhìn Chu Hàn, trong lòng bình phục cảm xúc phức tạp, chậm rãi mở miệng. "Chu Hàn, trong cuộc sống sẽ có rất nhiều thứ cần lựa chọn, khó tránh khỏi sẽ có lúc chọn sai. 10 năm trước, anh nói với em, ánh mặt trời lặn đi thì vẫn sẽ còn có ánh trăng, em tặng cậu ấy lại cho anh." Lâm Đường cười cười với hắn. "Chu Hàn, đừng lại làm người yếu đuối nữa." trước khi xoay người rời đi chu hàn nhẹ giọng mở miệng hỏi cô một câu đường đường anh ta đối với em có tốt không lâm đường quay đầu nở nụ cười vui vẻ với hắn anh ấy đối với em thực sự rất tốt mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe phần ngoại truyện gần đây giang quân luyện cơ bụng không tồi thành ra ngày hôm qua ngủ có chút muộn một giấc ngủ đến buổi chiều bị tiếng đập cửa đánh thức giang quân phải trang điểm cho buổi biểu diễn thôi lâm đường bực bội mà chở mình bịt kín chăn lại trong mơ mơ màng màng cái chán bị người nào đó hôn một cái sau đó anh đi ra ngoài sao không gọi được cho chị đường đường vậy giọng nói của trợ lý truyền đến từ ngoài cửa suỵt nói nhỏ một chút cô ấy mệt mỏi còn đang ngủ trợ lý vội ngậm miệng lại khi cô tỉnh lại bọn họ đã hoàn thành hơn nửa cô cầm mấy bộ trang phục ướm thử lên người giang quân Ừ, vậy bộ này đi. Anh cười rồi ấn cô ở trước gương, phân phó chuyên viên trang điểm. Hãy trang điểm thật xinh đẹp cho cô ấy. Làm gì mà cần long trọng như vậy? Lâm Đường khó hiểu. Em định đến buổi biểu diễn của anh mà không trang điểm sao? Hả? Không cần. Có vài truyền thông truyền tải một ít hình ảnh không đẹp. Quả thật là làm cho cô muốn lao vào đập vỡ camera của họ. Buổi biểu diễn chật kín người. Lâm Đường ngồi ở hàng phía trước nhìn Giang Quân sáng lấp lánh trên sân khấu. Giang Quân nói, anh muốn nỗ lực để trở thành ánh sáng của đời cô, anh đã làm được. Cuối cùng của buổi biểu diễn, anh đã hát bài tình cờ gặp gỡ do cô viết. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Giang Quân đứng ở trên đài chậm rãi mở miệng. Ngày trước, tôi gặp được một cô gái đã khiến tôi vừa gặp đã yêu. Tôi tặng cô ấy một ly rượu tên là tình cờ gặp gỡ. Sau đó cô ấy lại cho tôi một ca khúc tên là tình cờ gặp gỡ. Ánh đèn theo giọng nói của Giang Quân đột nhiên chiếu về phía cô. Cô bỗng ngạc nhiên. Anh cong khuấy miệng, không một chút che giấu nào mà nhìn về phía cô. Năm đó tôi đã nói với cô ấy, chủ động một chút mới có chuyện xưa. Cô ấy đã giao quyền lựa chọn cho tôi. Hôm nay tôi muốn chủ động một chút, giao quyền lựa chọn lại cho cô ấy. Giang Quân nhảy xuống khỏi sân khấu, xuất hiện ở trước mặt cô. Lâm Đường, chúng ta kết hôn đi. Anh đột nhiên quỳ một gối xuống đất, cô bỗng nhiên không biết làm sao. Anh đếm tới 10, không nói lời nào coi như là chấp nhận đấy. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã nhanh chóng mở miệng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ba số cuối cùng như có vận tốc của ánh sáng, cô tức giận đến mức cho anh một cái ánh mắt như muốn lấy mạng người vậy. Anh mặc kệ cô, trực tiếp đeo nhẫn cho cô. Vợ à, Em phải đối xử với anh thật tốt đấy nhé. Sau đó ở trong một tiếng rừng hoan hô mà ôm cô vào trong lồng ngực. Cái tên nhóc này, dám gài cô. Thật là, cánh đã cứng rồi, cần phải xử lý rồi. Mà vào giây phút đó, cô giống như đột nhiên hiểu rõ vì sao cô lại thích anh. Cô thích anh trắng trợn táo bạo, thích anh không mang tất cả, thích anh nhiệt liệt rực rỡ, càng thích anh tùy ý làm bậy. Anh giống như là ánh sáng mặt trời nhỏ, chiếu sáng khắp nơi chiếu sáng cả cô. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hài hước cảm động ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.